tôi chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Hôm nay mình trở lại cái luồng 79 cái này các bạn. Mình sẽ rút nó về nha các bạn. Rút về sửa chữa lại rằng chuẩn bị đi đánh chỗ địa điểm mới các bạn. Vì mà 1-2 ngày tới mình có việc á, cho nên mình mới rút cái 7 này về nha các bạn. Cái đầu tiên nó dính được con chuột này các bạn. Hy vọng là hôm nay mình đi rút về coi có con gì không nghe các bạn. Coi có được con chồng không. Rồi giờ mình xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này bữa mình mới về cũng quên không biết mấy nào. Đúng, chắc đầy quá. Sắp rồi. Ủa chưa. Rồi. Chất quất luôn các bạn. Vô gặm tay chuối mà nó không dính. Rồi mình đem nó đi về luôn nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Ở ngoài đường nó có hai cái mình thăm dính hai con chuột mình bỏ qua luôn các bạn. Hai chục cơm đó các bạn. Chuột vàng đó các bạn. Mình bỏ qua luôn. Rồi cái này chất quất rồi các bạn. Tại có người rồi mình không quay được các bạn. Rồi cái này mồi còn nguyên. Rồi rút về luôn các bạn. Mình đi cái khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây con cái nữa các bạn. Chỗ nào quên luôn ở bên đây, bên đây. Trời sập rồi mà sao thấy trống lỏng mà trời. Vàng nữa quá. Trời ơi rồi xong. Sập mà không thấy con gì các bạn. Chuột nhỏ các bạn ơi. Chuột nhỏ. Nó ra rồi. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn. Tiếp tục mình ở đây có con cái nữa các bạn ơi. Ông trời hôm nay ông không có nắng cũng đỡ. Ui ui. Mát. Rồi chết luôn. Liên tiếp luôn, hụt không. Rồi, cái luồng 7 này mình đem về là đúng rồi các bạn. Rồi, mình đi cái khác nha các bạn. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn. Rồi, chết quốc luôn. Không sập luôn các bạn ơi. Đây. Còn nguyên. Mình rút đi là đúng rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Ở bên kia người ta đang cài đất để ta trồng củ mì đó các bạn. Cho nên nó hơi ồn nữa các bạn. Xe máy cài nó chạy. Rồi chết luôn. Ủa sập. Trời ơi con chuột nữa các bạn ơi. Đây. Rồi. Tiếp tục là gần con chuột. Mình đem nó ra ngoài rồi đi tiếp các bạn. Tiếp tục ở trong cái khu nhà quan này mình có hai cái các bạn. Với bên kia cái nữa là hết rồi. Thì hồi nãy giờ mình bỏ qua hết một mớ nha các bạn. Toàn bộ 7 này mình rút về mình. Còn có ba cái sau cùng của nó có hên thì nó dính á. Nó dính thì mình về mình làm cái clip này ngắn ngắn mình đăng cho cả nhà và các bạn xem giải trí cho vui ủng hộ mình nha. Có cái nhà này là bỏ hoang này nha các bạn. Nhưng bữa nay mình rút đi luôn, đem về luôn. Ngay đây mình cái nhà khu này mình đánh dính hai con rồi nha các bạn. Mình đánh đây mỗi dính đây một con. Rồi cứ rồi nó hụt gì giờ đó các bạn. Đúng rồi. Bây giờ đây làm cái gốc cây này nè. Lo nói chuyện không quên luôn. Bây giờ qua đây sập rồi nè các bạn. Làm mấy con cho nó có tinh thần rồi thôi. Rồi chuột rồi các bạn. Ý con sập. Trời ơi. Quá đã luôn. Sập nó bự các bạn. Đúng như chuột chứ. Sập thiệt giờ luôn. Sắp bắt nó bự. Sắp bắt về là bự lắm nha các bạn. Rồi mình qua cái bên kia coi có không nha các bạn. Cái khu này mình rút 7 đi uổng lắm các bạn, nhưng mà
phải chịu các bạn, vì cái luồng bẫy này nó bể thì mình không đánh được nữa các bạn ơi. Năm sau mình quay trở lại mình đánh. Rồi qua cái chích tiếp theo các bạn. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Một cái này một cái nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi, ngay gốc cây này cửa trước mình làm một con đó các bạn ha. Cái mình dời qua cái gốc cây bên đây. Khu này giờ người ta bỏ hoang không có người ở lâu năm rồi các bạn ơi. Sập rồi. Có vô rồi kìa các bạn. Vô kìa. Vô còn nữa kìa các bạn. Tuyệt vời rồi các bạn. Con này nhỏ nha các bạn. Mà nó bươi nè các bạn. Con này chồng con các bạn ơi. Thôi mình tưởng nó hàng khủng. Đây vậy con. Rồi mình đem em nó lại đây nè các bạn, mình bắt nó ra. Mình bắt con sóc ra rồi mình khỏi quay cảnh con sóc nữa các bạn. Mình lấy cái bẫy mình đầy lại để nó la quá la các bạn ơi. Trời ơi cái con này nó hung dữ quá trời luôn. Nó nhỏ ghê. Nó la hồi người ta hay. Xử lý em nó ra thì đi tiếp qua 20 cái nữa rồi hết rồi các bạn, qua rút cái cuối cùng nữa hết rồi. Mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn. Nghe đây mình cũng bắt được con rồi đó các bạn. Bây giờ nó không có sập nữa, thẩu không có dính nữa. Rồi chết quốc luôn các bạn. Rút về là đúng rồi ha các bạn. Trời ơi chuối nó còn nguyên, nó đẹp luôn nữa các bạn. Quá tuyệt vời luôn ha, nó đẹp luôn. Mình đem đi về luôn các bạn. Ra mình kiếm cái chỗ nào nó chống tải cái mình kết thúc cái thành quả. Mình canh con tròn nó coi được nhiều cái mình về nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình rút hết bẫy ra rồi. Mình đang trên đường về á, thì vô cái vườn cao su này nó mát các bạn. Mình tổng kết cái thành quả cho các bạn xem cái thành quả cái mình về ha. Thì cái vườn cao su này người ta bỏ nghe các bạn, không có khai thác nghe các bạn. Đi hết đoạn cao su này mình ra lỗ lớn mình về nhà luôn các bạn. Thì hôm nay là chừng khoảng được 1 kg chuột vàng nha các bạn. Mình bỏ vô trong đây nè. Thì có một số mình không có quay á các bạn. Thì cỡ 1 kg chuột thôi, không có nhiều nha các bạn. Với thành quả là được con sóc các bạn. Em nó nằm im nè. Giờ chạy rồi đó. Rồi. Với được con tròn các bạn. Con này nó dữ quá, mình không có biết, mình không có đoán nó được nhiêu luôn á các bạn. Mình lấy cái cân mình móc ra thử luôn nó được nhiêu. Nhưng mà nhẹ các bạn, không nặng đâu. Con này trùng con các bạn, dữ dữ lắm các bạn ơi. Từ hồi lúc mình bắt nó tới giờ nó la dữ không á, ghê lắm. Xúc cắn mình mấy lần rồi á. Giờ mình cũng chưa có lắm được cái cân. Y như con heo vậy các bạn. Rồi cái cân mình đang làm không xong á các bạn. Kéo lên thử coi nó được nhiêu nha các bạn. Cái giờ như mình cũng không biết đường đón luôn. Trời ơi nè, nhẹ lắm nha các bạn. Con này chừng nửa kg một
cỡ 550 gram mà các bạn ơi, chứ không có được 6 lạng nha các bạn. 6 15 từ ra 50 gram là con này còn có một ký 50 rồi nha. Ủa, nửa ký 50 các bạn là 550 gram á. Và chương trình mình đến đây thì cũng xin kết thúc quen của video, cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ, giúp cho kênh mình nó mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh Thanh Võ. Xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.